Chào các bạn, chào các cháu. Bánh chuối là món ăn được rất nhiều người ưa thích và cũng dễ làm. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món bánh chuối hấp kiểu mới. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Mình có một nhánh chuối 1,2 kg, bột năng 300 g, bột gạo 20 g, đường vàng 50 g, nước cốt dừa 400 ml, nước lọc 500 ml, 2 ống vani, 1/4 muỗng cà phê muối, đậu phộng 40 g. Đây là 20 g bột gạo. Mình cho vô một ít nước, mình khuấy cho dễ tan, vì bột gạo hạt nó khó tan. Bột tan rồi mình cho thêm nước vô, mình khuấy. Và mình rây qua cái rây cho nó mịn. Mình cho hết 400 ml nước vô nồi mình nấu. 1/4 muỗng cà phê muối. Mình để lửa nhỏ. Mình khuấy cho chín bột. Bột sôi khoảng 2 phút thì mình tắt bếp. Mình cho vào 100 ml nước nữa là 500 ml nước. Cho nó mau nguội. Mình cho vào 2 ống vani cho nó thơm. Mình khuấy cho tan vani. Mình đi gọt chuối. Chuối chín mỏng vỏ như vậy thì đỡ tốn đường. Và mình đã rửa sạch để khi gọt chuối, cơm chuối không bị dơ. Chuối thì mình cắt mỏng. Mình cho vào 50 g đường cắt vàng. Nếu không có đường cắt vàng, ta có thể xài đường trắng hay đường thốt nốt. Đường thốt nốt thì mình xài khoảng 60 g. Mình trộn đều. Mình ướp khoảng 15 phút. Phần bột gạo của mình nguội rồi, bây giờ mình cho bột năng vô. Mình khuấy lên. Mình cho từ từ. Mình cứ cho từ từ. Mình cho hết vô luôn. Mình cho một ít bột nghệ vô cho màu nó đẹp. Mình rây bột qua cái tô chuối cho nó mịn. Mình trộn bột đều lên. Mình cho một ít dầu ăn vô, mình thoa khuôn. Mình chia làm hai khuôn. Trước khi cho vào khuôn thì mình phải khuấy đều lên. Mình chừa lại hai trái chuối, bây giờ mình xếp trên mặt cho nó đẹp. Mình dùng đũa mình đè nó xuống để khi mình hấp chuối nó không nổi lên trên mặt. Bây giờ mình đem bánh đi hấp. Để hấp bánh cho thơm mình cho một ít lá dứa vào trong nồi. Hấp bánh mình để lửa trung bình, mình hấp 25 phút. Bánh này mình hấp được 25 phút rồi, bây giờ mình tiếp tục hấp khuôn thứ hai. Đây là khuôn thứ hai, mình hấp được 25 phút. Bây giờ mình chờ cho nguội rồi mình cắt ra. Đây là phần nước dừa, 400 ml nước dừa, 100 ml nước lọc, 1 muỗng cà phê bột bắp, 1 muỗng cà phê bột năng, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 ống vani, 40 g đường. Mình cho nước cốt dừa vào nồi. 40 g đường.
một phần tư muỗng cà phê muối. Mình cho nước vào trong bột. Mình cho bột vào trong nồi luôn. Mình để lửa nhỏ vừa đun vừa khuấy. Nước dừa của mình sôi vậy là được, mình tắt bếp. Mình cho vào một ống vani cho nó thơm. Bây giờ mình thưởng thức. Nước dừa của mình rất là ngon, không đặc mà cũng không loãng. Mình cho đậu phộng vô. Mình sánh bánh chuối cho cả nhà xem. Rất là dai. Dai mà dai mềm chứ không phải dai cứng. Mình mời cả nhà nha. Bánh chuối thì dai ngon, nước cốt dừa béo ngậy, đậu phộng thơm thơm, độ ngọt nhẹ rất vừa ăn. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.